xem trước kết quả như thường lệ nhé. Đau la trên Cyberdrop. Cyberdrop.me. Mình xem cái dung lượng này. Bên này dung lượng cao mấy trăm kilobyte là đúng rồi nè. Mình sẽ giới thiệu về thumbnail và image trong phần chính của video nha. Thì ở đây Cyberdrop chúng ta sẽ dùng thumbnail image nè. Giờ tải. Sau khi tải xong, đây album test 2. Lúc nãy mình mới rồi nè, test 2 nè của Cyberdrop nè, thấy không? Bây giờ tới Google, mình sẽ làm nhanh nhé. Copy link Google, dán vào Enter. Google chúng ta vẫn sẽ dùng thumbnail. Đây là danh sách hình ảnh từ lớn đến nhỏ nè. Giờ tải luôn nha, chọn thumbnail nè, nó tải. Tất cả các hình đều có độ phân giải khá là ổn. Đây, lớn không? Google rồi tới Pinterest. Copy link Pinterest vào Enter. Chờ. Sau khi chờ xong, tải nè. Vẫn ngon lành luôn. Dựa vào cái size nè, là size cái dung lượng này là chuẩn rồi nè. Còn ví dụ nếu mà tải size mod thì nó không có tới 100 kilobyte. Dung lượng cao mấy trăm. Giờ thì tới Zero Chan, ngưng tải. Enter. Rồi, tải luôn. Xem link nha, đúng không? Mấy cái link này đều là zerochan.net đó. Kiểm tra lại dung lượng. Ui cao quá. Full HD. Đúng không ta? Để coi cái này bao nhiêu độ phân giải nhiêu nha. Details 1200x1251. 1 mê. Rồi. Cái phần giới thiệu trước kết quả thì tới đây nha. Còn rất nhiều trang web nữa. Chuyện nè. Tóm lại là rất là nhiều trang mình có thể tải được. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần intro. 3, 2, 1, let's go. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MMT World C-Test. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tool tải ảnh hàng loạt trên hầu hết trang web với phần mềm Bulk Image Downloader. Cách tải từ trang web: tìm BID tải web.com. Để xíu mình check lại. Ok. BID tải web.com. Sau đó mình tải về. Còn nếu giao diện trang web đang là tiếng Anh thì bấm download. Sau khi bấm vào tải về nó sẽ ra một cái trang gọi là giao diện này tiếng Đức thì phải. Tiếng Đức này. Lăn qua chuột xuống tìm chỗ list way generating nè, bấm vào download ra, chọn 1, 2, 3, 4 này cũng được. Chọn xong rồi bấm download nè. Đây mình đã tải rồi thì mình sẽ thôi mình xóa rồi mình tải lại cho nó
chặt ăn xóa mình tải lại nha. Xóa luôn. Giờ tải lại nè. Coi như là y như mới đi. Mở cái file đó ha. Mình giải nén vào. Để xem. Mình xóa luôn cái này bên ngoài. Mình sẽ là, coi như là làm lại từ đầu. Kéo thả cái này vào bất kỳ đâu đó cũng được. Tại web.com nha. Tại web.com. Đó là password. Giờ mình có dùng phần mềm gì virus nè. Asset Activated Full Crack. Nên mình sẽ dùng phần mềm này để quét cái virus luôn. À mà khi mà mình copy ra thì nếu mà có virus nào nó sẽ hiện ra ở trong cái phần Quarantine này. Cái phần mềm gì virus asset này ngoài quét app, quét mấy cái file trên máy, còn có thể web quét được mấy cái link hay HTTP nhìn là thấy uy tín rồi đúng không? Đây. Sau khi đã mình giải nén ra nè, mình chuột phải mình scan with SS Smart Security number of scan object 4 số file đã quét là 4, không có file nào bị nhiễm virus. Giờ mình mở lên nè, chạy cái BID 6.06 setup x64 nè. Cái này có tiếng Việt nè, mình chọn tiếng Việt nha. Quen dùng tiếng Anh là nhìn tiếng Việt nó hơi bị lú. Để xem. Cài những thứ cài bình thường thôi. Tạo lối tắt desktop nè. Hoặc tạo lối tắt quick launch là nó sẽ tự động game xuống phần dưới này luôn. Tiếp. Cái app này là mình dịch luôn. Mình dịch nó mới có key, nhưng mà mình vẫn chia sẻ các bạn thì sợ bị mất luôn cái key đó. Cái key đó nó tới 30 mấy đô lận. Oh my god, 30 mấy đô, nó giảm giá còn 10 mấy đô, dịch mất 2 tuần. Đợi chút nha. Trong khi chờ, nhớ cái folder lúc nãy không? Bên trong có cái activation này. Mở lên. Mở cái BID 5X6X gì nè. Chọn run. Phần cài đặt xong đó. Trước khi mình phát á, mình mở thử cho các bạn xem nha. Khi mà chưa có cờ rắc thì nó sẽ như thế nào. Đây, nó sẽ kêu đăng ký. Còn nếu không đăng ký thì mình bấm hoàn hủy. Mình dùng các phiên bản, cái tính năng gọi là giới hạn đó. Ví dụ không được tải một trang quá 100 ảnh. Và một số tính năng khác cũng bị giới hạn nè, thấy không? Thế bản dịch tiếng Việt mà mình toàn 1.93, nhìn thấy cũng tự hào. Bản sao BID này chưa được đăng ký, giới hạn không nhiều hơn 2 luồng tải cùng lúc, tối đa 100 ảnh một lô tải nè, không nhiều hơn 2 ứng dụng hoạt động, có nghĩa là hai cái phần nè, hai cái bằng email loader nè. Nếu như mà có kỳ thì sẽ tải được, mình muốn mở lên 3, 4 cái, 5 cái, 6 cái được. Cái này mình mở đúng không? Nhớ cái này không? Ở đâu rồi? Cái activation lúc nãy nó ra cái này nè, và chọn vào red info nha. Red info đặt lại một cái tên, ví dụ cái này mình đặt lại nha. Các bạn biết rồi đó, email là đâu có khoảng cách được đâu đúng không?
mình đặt đại cũng được vậy, dùng cái app thì đặt đại cũng được. Chọn registration date, ngày đăng ký, chọn đại cái nào cũng được. Ok, sau đó bấm vào install. Install process completed. Sau khi cài xong rồi, mở bấm email downloader lên. 1, 2, 3, 4, hít thở. Yeah. Ok, bạn được đăng ký với người dùng MNT Cogitest email mntcogitest@gmail.com. Mắc cười. Rồi tóm lại là ok nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gọi là tải ha. Thế bà vừa tải cái gì đấy má? Ý, gọi là cài đặt, nó tải cái gì cài. Cách cài đặt sau khi mở ứng dụng. Thứ nhất là key, có key rồi đúng không? Thứ hai là thư mục, chọn thư mục nha. Ở đây thư mục mặc định. Qua bên tập tin. Chọn thư mục nè. Ở đây mặc định đang là bulk image downloader. Ở ODC bạn nào có OD, OE thì tự đặt tên. Bây giờ mình thử đổi cái địa chỉ. Mình chọn ổ T. Do đây là test thì mình sẽ ghi là bấm nhầm. Chuột phải nè, hoặc là new folder nha, hoặc là control shift n phím tắt để mà tạo thư mục mới nè, đặt đại. Sau đó sau khi mở cái thư mục test rồi, chọn select folder. Rồi bây giờ chúng ta dán cái link nào vào đó nha. Tìm cái link zero chan như CyberDrop chẳng hạn. Where is it? Đây, mở đại. Này là mình up ảnh nên là có cái album ảnh nè. Mình copy cái link này nè, dán vào đây. Thì các bạn sẽ thấy có nó loa ảnh đúng không? Đây có 27 nè, 55 nè. Nhiều bạn sẽ không có hiểu, nhưng mà để gọi là phân vân giữa hai này. Bên này là thumbnail, còn đây là image. Thumbnail là ảnh thu nhỏ nè. Bên để mình ghi ở đây cho các bạn. Thumbnail nè, image nè. Nói dễ hiểu thì thumbnail có nghĩa là tải gián tiếp từ cái ảnh nhỏ trên web, nó dẫn liên ra cái ảnh full đó, chất lượng nét hơn. Còn image là tải trực tiếp ảnh có trên web. Các bạn hiểu phần này chưa? Lại ha. Bây giờ thử nha, mình sẽ cho các bạn dễ hiểu hơn. Mình cái này nè, chế độ nhìn xem nè, thì chọn cái này nè, chọn bên này nè, này gọi là gì ta, danh sách đó, chi tiết á, chọn cái hình chấm hỏi nè, lấy kích thước URL và ảnh nha. Đây thấy không, độ phân giải cao, 1000 mấy, 3000 mấy, kích cỡ là dung lượng file một đống luôn. Rồi cái đó là thumbnail đó, là ảnh thu nhỏ nha. Còn image đó, gọi là ảnh nhúng đi. Ê, mình bấm nhập, bấm vào dấu chấm hỏi. Ây da, mình bấm lộn rồi. Đây là phải mà. Mình bấm vào dấu chấm hỏi tự nên bấm lộn nút tại.
cái này nó sẽ không không tải được luôn, hiểu không? Đây. Nãy mà cái này là mình chưa tải gì hết nha. Bên đây là không tải luôn, đó là ảnh trực tiếp trên trên đây nè. Chuột phải rồi copy lâu ảnh á, vậy mình chuột phải rồi copy nha. Cái ảnh nó nhỏ xíu à. Nhưng mà nếu mình á, cái đó là image nha, image là ảnh nhúng nha. Còn ở thumbnail á là ảnh ảnh gì ta? Quên ta. Đấy, ảnh gián tiếp á. Đây. Mình copy nè. Bạn sẽ thấy bự hơn nhiều đúng không? Cái lúc nãy chỉ có 200 x 200, còn này là 1130 x 1130 rồi. Vì thế nên đối với những ảnh mà ở trên Cyberdrop nè, Google hay nãy kia đó, Pinterest, Zerochan thì chúng mình khuyên dùng nên dùng cái này, dùng chiếc này nè. Tải ảnh này. Bấm vào tải. Đang để tải nè. Chỉ có một đâu rồi, số lùn tối đa trên lên 80. Đây nè, đang tải nè, mở lên thử. Chất lượng khá cao đúng không? 220 mấy kilobyte. Độ phân giải, không lấy độ phân giải ta. À, 1710 x 900. Ngon chưa, ngon chưa? Cái đó là tải ở trên Google Cyberdrop nha. Còn Pinterest, Zerochan, mấy kia đó. Nãy mình có ở đầu video, các bạn có thấy cái phần spoil không? Cái phần mà xem chiếc kết quả không? Thì nó vậy. Đó là thumbnails. Còn bây giờ á, tiếp tục nha. Cái đó là phần tải đơn giản. Cách tải đơn giản nhất là dán vô tải, dán vô tải. Dán vô rồi tải thì mình chọn cái này rồi tải. Còn bây giờ là chế độ gọi là chuyên sâu. Chúng ta vào phần chuyên sâu nha. Chuyên sâu dành cho những bạn nào thích tải chuyện này kia đó. Ê, yeah. Đau lưng quá. Tải nhiều chương truyện nè, chúng ta sẽ dùng BDQ. À, nhưng mà chúng ta sẽ kiểm tra trước bằng Bunch is made out of the... À, mình có mấy phần mà cài đặt nó mình quên nói nha. Hãy chọn thứ 1 rồi, Generate File Names. Cái file names là gì? Là tên tập tin đó, tạo tên file nè. Cái này bị lỗi phong nè, bữa là không có được. Dịch có vấn đề chút. Thì mình sẽ chọn General File Name là đừng có nên chọn này nha. Cái này thì chọn cũng được nhưng mà mình thường dùng cái này hơn. Khi General File Name ở bên cài đặt nè. Tạo tên tên file. Tạo tên file nè. Chọn là luôn luôn. Always. Luôn thay đổi. Lưu rồi nha. Còn proxy thì tự phát hiện proxy. Còn số lần thử lại khi tải ảnh không hợp lệ nè, chọn 2. Nhiều khi bị lỗi thì mình cứ đợi một file đợi tới 5 lần thì lâu quá. Thì giờ mình sẽ chọn 2 thôi. Còn lại là số lần tải tối đa thì mình khuyên dùng là nên để từ 4 đến 8. Bạn nào 16 tùy trang web. Nếu như mà tải không vấn đề thì cao cũng được, lên tới 50 lần. Nhưng mà thấp á thì chọn 4-8 để ngăn cái tình trạng đó là một số web á nó chặn cái IP của mình khi mình tải quá nhiều, hiểu không? Lâu lâu nó lại thỉnh thoảng có những trang web chặn IP khi mình tải một cùng một lúc nó quá nhiều luôn, thì sẽ chọn 2-4. Rồi, tải nhiều ảnh trên multiple gallery. Thì ở đây mình sẽ chọn số trang tối đa là 10, 20, 30, 40, 50 vậy thì tùy. Cái đó là ở trên Google nè, Zerochan, Pinterest, mấy cái tìm hình này kia thôi nha. Còn nếu như mà tải truyện thì mình sẽ không có download multiple gallery. Mình sẽ bỏ cái này, không chọn này. Bây giờ mình thử tải một truyện nào đó ở trên
nát chuyện, nát chuyện go. Mình sẽ làm cái hướng dẫn tải cái nhiều link hay sao. Video sau mình sẽ làm cái hướng dẫn lấy link rồi tải. Tải cho các bạn xem nha. Mình dùng BIDQ chuột phải nè. À không phải. À, mình dùng cái app đó là Copy Selected Links. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn luôn đi. Mình tìm cái app Copy Selected Links nè, thấy không? Đó. Copy Selected Links from Extension. Đây. Y chang luôn. Y chang những cái link extension mình đang xài. Bây giờ mình dán vô. Đó, một đống link thấy không? Thật tuyệt vời, thật không thể tin được. Giờ mình sắp xếp lại cái link nha. Không sắp xếp lại cũng không sao, mà mình thích coi ra từ đầu. Mình dùng app gọi là Notepad cộng cộng nè, để sắp xếp những cái này làm được nhiều cái lắm. Mấy bạn nào lập trình nữa thì biết cái máy này. Mình không phải dân lập trình, nhưng mà mình lại thích vọc máy tính. Rồi bây giờ mình copy vào BDQ nha. À, trước khi mình mở BDQ mình sẽ check lại mấy cái này đó. Rồi mình tải thử một trang nha. Mình dán đại đi, tải thử một trang. Mình chọn cái này nha, chọn đây là ảnh nhúng, chỉ ảnh nhúng nha. Thì có những trang mà dư thừa đó nè, logo nét truyện nè, THCBD nè, mình sẽ lưu nó vào bên kia, lát hồi mình thêm vô logo ghi giống vậy nha, nét truyện nó sẽ thì một chương thì không sao, mà nhiều chương có cùng có mấy cái này thì nó bức xịt mệt lắm. À, mấy cái file gif nè, mấy file gif này mình nên bỏ, không nên ngay tải file gif nhiều lắm, nhiều lắm. Vậy là chỉ có phần gọi là logo nét truyện nè, TH gạch dưới BCD SCBD đúng không, TH CBD logo nét truyện. Rồi bây giờ mình copy hai cái phần này vô. À, mình vào cài đặt setting, cài đặt chuyên sâu Advanced Settings, chọn phần danh sách bỏ qua nha, lưu thay đổi. Rồi sau đó mình F5 load lại danh sách. À có hai cách, thì cách một là dựa theo tên, còn cách thứ hai á là mình sẽ đưa thẳng cái link đó vào luôn. Danh sách bỏ qua là ignore list nè. Mình chuột phải. Ê, mình chọn những cái đó. Tại vì nếu như mà cái này là những cái link gọi là cố định, mình chuột phải nè, chọn thêm vào danh sách bỏ qua nè. Danh sách bỏ qua Control Shift A. Sau đó nó sẽ đưa cái này nè. Mình lưu. Tại vì mình F5 lại nha. Đó, bật cái logo với lại kia đúng không? Và mấy cái file gif này nè, cái này mình có làm một cái file test đó. Cái file gì đó rồi, BID ignore list đó. Lát hồi mình sẽ đưa cái link cho các bạn vô copy cái phần đó luôn, copy cái phần đó rồi tóm lại nó khá là dài. Đây nè, đây cái này mình đã thêm rồi trên hentai vs. Trên blog chuyện, trên nét chuyện, nét chuyện go, Quy Taku, chuyện Quy Tớp, chuyện tranh tâm sao. Mình thêm được một số rồi đó. Rồi tóm lại là bây giờ mình sau khi đã chắc chắn là mấy cái phần đó nó không có hiện tự động tải rồi, mình tắt cái file gif nha. Lưu nè, tại này nãy là 80 mấy trang đúng không, giờ còn 60 mấy trang đó. Ok không, ok không? Rồi bây giờ bắt đầu tải thử nha, gọi là tải nháp đó.
dừng mấy phần này quá. Cái này sao ta? Để ý nha. Mấy cái này thấy nó y chang không? 4479 này. Đấy. Là nó cố định của số chat. Cái này là cái số chapter nè. Còn bên đây là 52 bit. Cái này là link gọi là chắc là thấy không phải là 4479 á thì đó sẽ là gọi là gì ta? À, link cố định, còn 4479 nó giúp y chang nè, nó theo chương luôn rồi. Vậy mình buộc phải tải dư. Lọc theo URL nha. Đây, mấy cái phần này là đang y chang nè đúng không? Thì từ phần đây trở lên nè. Sau khi lọc xong rồi thì nó qua đây nè, thấy không? Đó, nó khác liền. Từ đây những cái trang không có 4479 số chương á, mình Ctrl Shift Y nha. Ctrl Shift Y gọi là outdoor đó nè, thấy không? Outdoor nè. Ctrl Shift Y thêm vô. Luôn thay đổi. Đã đang là 60 mấy trang đúng không? F5 lại. Còn 56. Nhìn mượt hơn chưa? Bây giờ tải hàng loạt được rồi đó. Giờ mình thử cái đó mới có một link thôi nha. Link thứ hai. Chọn đại link nào đó. Ok rồi. Rồi bây giờ mình tải nha. Mình vào bấm chữ Q nè. Q U E. Nhớ chuyện là image là cái giữa nha. Còn cái phần rename nè là đổi tên á. Mình chọn cái này nè. Bên trái nó tập tin đã tồn tại. Không nên bỏ qua. Nếu tập tin đã tồn tại trong thư một tải, ghi đề, không ghi đề. Nếu tập tin đã tồn tại trong thư một tải, đổi tên. Cái này là cần thiết á. Rồi, bây giờ mình tải nha. Một khi bạn đã chọn thư một rồi thì ở những lần sau sẽ không có phần nhắc nhở chọn thư một. Nó sẽ tự động lưu thư một đó luôn. Để đặt cái tên, ví dụ Ichigo chẳng hạn. Không nhầm nữa rồi. Ctrl Shift N. Ctrl Shift N. Ichigo. Flip đi. Rồi. Sau khi đặt tên xong rồi, ta Enter. Dưới này sẽ có chữ Blitz đúng không? Select folder. Dán toàn bộ các link này vô. Bây giờ chị tải thử nè. Nhớ bấm vào Activate Q. Kích hoạt hàng đợi. Dán vô rồi. Thêm URL vào hàng đợi. Nhớ là lưu vào tên của trang con nha. Nghĩa là trang cha sẽ có cái trang con. Trang con là những trang mà có chap gọi gì ta. Nè, download folder nè, rồi paste title. Paste title có nghĩa là tên của chap á, ví dụ chap này là trang của chap này là 1, trang của chap kia là 2 thì mình bấm vào cái này. Rồi. Tải thử nha. Thêm URL rồi nha. Ý chưa, nãy chưa thêm. Thêm là ở dưới này. Thêm là từ trên này sẽ thêm vào dưới này. Đó. Về chờ đi. Đang loading. Chờ một chút thôi, có gì đâu. Nãy giờ được 400 trang, 500 trang. Xong rồi đó. Vào xem công việc thôi. Show jobs. Xem công việc nè. Tại quá nhanh quá nguy hiểm. Bấm vào đây để xem thư mục nha. Kiểm tra coi thế nào rồi. Coi nó ổn áp chưa. Hiện đang tải được tới chap 9 nè.
thì siêu. Khá là ok. Đây, cái đó là hướng dẫn trên net truyện, còn blog truyện hoặc là mấy cái trang khác thì cũng vậy thôi, thậm chí kể cả 2.10.vn cũng thế. Rồi, đến đây thì kết thúc nha. Chào tạm biệt, mình sẽ làm series về các trang, những chi tiết tại các trang khác.